Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 10 tháng 1. Bên em xin gửi đến mọi người video số 308 là một số cây cần chất liệu là carbon, gồm có cần 2 khúc, 3 khúc, cần rút, súp và cần ISO, ISO khoen nhỏ, ISO khoen lớn. Và shop em là ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng vui lòng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số là 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em có ship sale day toàn quốc nha mọi người. Rồi, em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng cái mẫu cần cho mọi người tham khảo nha. Và đầu tiên sẽ là A140. A140 là một cây cần Suyumi cần 2 khúc. Bát của nó là bát của hãng Suyumi. Độ dài 2m4, độ cứng là 30. 2m4, độ cứng 30, khoen Fuji, bát Fuji. Nói chung là cần này cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Khoen bát đều là bát Fuji. Khoen là Fuji mọi người, bát là bát của hãng Suyumi. Và đọt là 2 ly 3, cân nặng là 360 g. Tem vàng xuất Nhật nha mọi người, còn nó không có để nước sản xuất. A140 giá là 800. Hàng là được bao ship và mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền ha. Cái này như là của Hàn Quốc mọi người. Đây ở dưới cái đít cần nó có để là Made in Korea nè. Tiếp theo là một cây dây trong, 2 khúc. Cái này thì của hãng Insider. Trên đây nó có logo, nó là có hình cái thuyền nha mọi người, hình cái thuyền nè, cái thuyền da dăng bồm ra khơi ha. Chiều dài của cần là 2m55 và độ cứng cây này thì nó khoảng 50, đọt nó là 2 ly rưỡi. Cây này của hãng Tatic Enjoy, tay cầm của nó là dạng dẹp như thế này. Và ở đây thì nó có cái để kẹp vào cái thùng câu á mọi người, để cố định cần ha mọi người. Đây cái gì đây em cũng không rõ nữa, như kẹp vào thùng câu á mọi người, nó về nó còn nguyên cái này luôn. Khoen là khoen nó là dạng khoen dây trong như thế này. Bát là bát Fuji, nhẹ là 440 g, là gồm cái cùm này luôn á mọi người. A141 giá là 450 ngàn nha mọi người. Cần dây trong 2 khúc, 450 ngàn một cây cần của dài 2m55, A141. Tiếp theo là một cây 3 khúc, A142, 3 khúc mọi người, dài 3m, màu xanh, dài 3m. Cây này là của hãng Daiwa China nha mọi người, China xuất Nhật, tem vàng xuất Nhật. Daiwa này thì cũng có cốt nô luôn nè. Độ cứng là 30 và độ dài là 3m. Khoen là khoen Fuji, khoen Fuji, bát là bát Fuji. Khoen bát đều là của hãng Fuji hết nha mọi người. Khoen Fuji, bát Fuji. Tay cầm của nó là bằng mút, đọt 1 ly 7, nặng là 240 g, dài là 3m. A142 giá 850 ngàn, một cây cần 3 khúc. Ngoại hình còn đẹp nha mọi người. Khoen bát đều là của Fuji, màu xanh nước biển. A142 giá là 850 ngàn. Tiếp theo là một cây 2 khúc. Cây này là 2m7 mọi người, A143. A143 là một cây 2 khúc, dài 2m7. Cây này là độ cứng nó là 100-120 á mọi người, dài 2m7. Spencer Pro. Cây này là của hãng cây này cái hãng gì đây không biết, không rõ hãng mọi người. Spencer là phiên bản đặc biệt thôi, còn cái này không có rõ hãng. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nha mọi người. Đây một cây cần khoen bát Fuji hết nha mọi người. Tay cầm của nó đây, độ cứng rất là cao và nó tháp đọt. Cây này là nó có tháp đọt, đọt là 2 ly 4, nặng là 350 g. A143 giá là 800 cho một cây cần carbon 2 khúc. Tiếp theo là cây 3 khúc, A144 mọi người, là một cây 3m3. Cây này của hãng Sunfish, cần 2 da, carbon 2 da luôn mọi người, Sunfish.
dài là 3m3, độ cứng là 50. Double carbon, sơn fix hai da, khoang Fuji, bát Fuji. Cái khúc gốc nè mọi người là hai da, còn lại là carbon này là có dạng carbon văng. Hai cái ngọn của nó đây, hai đoạn khúc ngọn và khúc giữa mọi người. Đọt là 2 ly 9 và cân nặng là 380g, độ cứng là 50. Độ dài là 3m3 và giá là A144 này là 1.050.000. 1.050.000 một cây cần chất liệu là carbon, còn rất là đẹp nha mọi người. Tiếp theo là một cây Olympic A145, dài là 3m. Dài là 3m, cây Olympic dài 3m, ngoại hình cũng còn ok nha mọi người. Cứng là 50. Century, Olympic Century, tem vàng xuất Nhật. Bát Fuji, khoang Fuji. Cứng là 50, đọt. Đọt là 2 ly 6, cân nặng 360g, A145. Giá 950.000. A145. Tiếp theo là một cây 3 khúc A146, một cây 3 khúc dài 3m. Đọt 3 ly và nhẹ là 260g, độ cứng 50, dài 3m của hãng Suyumi. Cây này là của hãng Suyumi, khoen bát Fuji, tay cầm là bằng mút. Nhẹ mọi người, có 260g thôi nha mọi người. A146 dài 3m, giá 850.000. A147 là một cây dài 2m4, cây này là 2 khúc 2 ngọn. À 3 khúc, 3 khúc 2 ngọn. Một ngọn cứng 50 và một ngọn cứng 80. Cây này của hãng Daiwa, Daiwa mọi người. Dài là 2m4, thu gọn 85cm, 3 khúc 3 ngọn. Bát Fuji, khoen Fuji, khoen này là Fuji Gold 6. Khoen Fuji 6 Gold nha mọi người. Ngoại hình thì cũng có hơi trầy xước xíu, xước sơ thôi nha mọi người. Đọt là 2 ly 3. Đọt là 2 ly 3 hết nha mọi người. Độ cứng là 50-80 và nhẹ 300g, A147 giá 800. A147. Tiếp theo là một số cây cần súp mọi người, súp lở và súp A148 dài 3m3. 3m3, cây này là của hãng giống của hãng Suyumi. Cây này của hãng gì đây? Power for Suyumi. Cái này của hãng thiết kế là của Suyumi. Có tróc ở đây một lớp sơn nha mọi người. Dài 3m3, đọt 2 ly. Cây này độ cứng tầm 20. Khoen là khoen Fuji, khoen Fuji, bát Fuji FS7. Nhẹ 200g, cứng tầm 20 thôi nha mọi người. Phù hợp cho mọi người câu lăn xê, câu hồ. Rất là ok nha mọi người. Dài 3m3, A148 giá 500, miễn ship. Tiếp theo là một cây Daiwa A149 dài 3m, tem vàng xuất Nhật. Cây này là của Việt Nam xuất Nhật, Made in Việt Nam, Daiwa Việt Nam. Trisua Sup. Khoang là khoang Fuji, bát Fuji. Bát Fuji S7. Đọt 2 ly 1, độ cứng là 15. Độ dài là 3m. Nhẹ 240g. A149 giá 550.000. Tiếp theo là A150 dài 3m nha mọi người. Cây này dài 3m. Sunday Lucky Sunday của Hàn Quốc sản xuất, hàng của Patico. 3m, đọt 2 ly. Độ cứng cây này tầm khoảng 20 thôi mọi người. Bát Fuji FS6. Khoen này là khoen Fuji mà nó có 3 cái khoen thôi mọi người. À, 2 cái khoen và 1 cái đầu bu. Đây, 2 cái khoen nè. Mọi người về thích thì gắn thêm khoen xài ha. Có 2 cái khoen, một cái đầu bu. Chiều dài thì nó là 3m. Và cái này nó nặng là 160g, rất là nhẹ luôn. Bát Fuji FS6 A150 giá 450.000.
Tiếp theo là A151 mọi người, một cây Suzumi 2m7 mọi người, cây này 2m7. Đọt là 2 ly mốt và nhẹ 140g, tem vàng xuất Nhật. Có bị dính dãy cá mọi người. Cây này cứng tầm 15-20. Khoen Fuji. A151 giá 450.000, dài 2m7. Tiếp theo A152 dài 2m1, cứng 10. Của Trung Quốc sản xuất mọi người. Cây này của Trung Quốc. Hiệu đây mọi người, hiệu là Wiz. Cây này thì bát Fuji FS6. Khoen là khoen Fuji, gồm có 4 khoen và một cái đầu bu. Và cây này đọt là 1 ly 7 thôi, 1 ly 7 đồ cứng 10. Thu gọn là 80cm và nhẹ là 100g. Đọt nó là đọt sơn trắng nha mọi người. Dài 2m1. Câu bè lu, cây này lu cũng được nha mọi người. Nhẹ 100g, A152 giá 350.000. Tiếp theo là một cái súp A153 Sensor Rip. Có bị trầy xước. Dài 3m6, đọt 2,3 ly. Cây này nó có quấn nhỏ ở đây mọi người. Bát Fuji tem vàng. Challenger dài 3m6. Khoen Fuji, khoen cái mình gặp được nha mọi người. Đọt 2 ly 3, độ cứng tầm 20 và nặng 320g. Cây này súp nhưng mà tương đối là nhẹ nha. Chiều dài có 3m6 thôi nha mọi người. Có bị trầy xước dâm ở đây. Cái lóng trong này hơi trầy nè mọi người đây. Có bị trầy nha. Mọi người coi kỹ hàng giúp em ha. Đây có bị trầy ở cái lóng thứ hai. Rồi, cây này thì giá cũng hữu nghị nha, cho mọi người ha. A153 dài 3m6 giá 550.000 nha mọi người. Tiếp theo A154, một cây Simas. Simas này là dài 3m9 và độ cứng là 20, đọt thì là một đọt 2 ly rưỡi và nhẹ là 330g. Bát Fuji FS7, khoen nó là dạng khoen hãng thôi mọi người. Khoen này thì khoen thường thôi, khoen đá, nó cũng là đá nhưng mà thường thôi mọi người. Vì mọi người không thích thì tháo cái dàn khoen này thay lại một cái dàn khoen đẹp xài ha. Còn không thì mình để cái khoen này mình xài thì cũng ok. Còn mọi người không thích thì có thể tháo ra, mình thay một cái dàn khoen theo ý thích. Cái này cũng hơi trầy nha mọi người. Đây, có bị trầy xước. Và A154 giá 500, dài 3m9, đọt 2 ly rưỡi và nhẹ 330g. A154 giá 500, một cây cần súp. Tiếp theo là A155, một cây siêu star, tem vàng xuất Nhật. Siêu star bát là bát Fuji FS7. Khoen là khoen Fuji và khoen cái mình có thể gặp được. Đọt của cần là 2 ly mốt, độ cứng tầm 20 và nhẹ là 330g. Cây này cũng nhẹ mọi người. Súp mà nhẹ 330g là cũng nhẹ rồi. Ngoại hình cũng còn tương đối nha mọi người. Có bên ngoài thì nó hơi bị xước sơn nè mọi người. Đây là dính keo, bị tróc cái hiệu á mọi người. Rồi A155 dài 4m2, độ cứng 25, nhẹ 330g, giá là 700. Tiếp theo A156, một cây dài 4m2, độ cứng 20, súp Ali Avilan của Trung Quốc sản xuất mọi người. Cây này Trung Quốc, dài 4m2, đọt 2 ly 2, nhẹ 470g, bát là bát của hãng. Khoen là khoen hãng luôn mọi người, khoen đá của hãng ha. Đọt 2 ly 2, độ cứng 20. Ngoại hình cần thì cũng còn ổn nha mọi người. Khoen cái mình có thể gặp được luôn. A156 giá 700. A157 dài 4m5. Một cây cần của Suzumi, cây này của Hàn Quốc sản xuất, tem vàng xuất Nhật luôn. Bát là bát Fuji FS7. Cây này dạng súp mà nó không có khoen cái, nó không có gập nha mọi người.
độ cứng cây này khoảng 20 thôi. Dài 4,5 m, đọt 2 ly 4 á mọi người. Khoan Fuji, bát Fuji. Cây này thì đọt nó sân trắng á mọi người. Ngoại hình bên trong có hơi trầy á, cái lóng thứ ba, lóng thứ hai. Lóng thứ hai á mọi người, lóng thứ hai và lóng thứ ba hơi trầy nha mọi người. Thiết kế và sản xuất là của Suyumi, gồm có 5 cái khoan và một cái đầu bu. Dài 4,5 m, nặng 460 g. A157 giá 750 ngàn. Tiếp theo A158, một cây dài 4,5 m. Cây này là của hãng Rambu Super Power. Bát nó là bát vặn. Dài 4,5 m, đọt 2 ly 4, độ cứng khoảng 20-25. Khoan nó đây là khoan hãng á mọi người. Cái dòng này Rambu này là khoan này thôi. Và cái đọt này là đọt sân trắng, đọt nó 2 ly 4, độ cứng là tầm 20-25, cân nặng là 560 g. Có bị trầy ở đây mọi người. A158 giá 800 nha mọi người. A158 giá 800. Độ cứng cây này nó để là cứng 30 mọi người, nhưng mà đọt thì có 2 ly 4 nha. Độ cứng 30 là HHH, độ cứng cao đó mọi người. Stenso phiên bản đặc biệt Rambu. Tiếp theo là A159 là một cây Daiwa, Daiwa chữ đỏ. Rim chữ đỏ súp, dài 4,25 m, độ cứng 27. Và của Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Trung Quốc xuất Nhật, có tem vàng xuất Nhật. 4m 25 á mọi người. Đọt 2 ly 4 và nhẹ là 420 g. Bát là bát Fuji đời mới. Khoan là dạng khoan Fuji. Dòng này dòng HVF. Khoan cái mình có thể gặp được. Dòng này nó có định vị khoan. Cần rất là xịn sò của hãng Daiwa. Màu bạc. Cân nặng 420 g nha mọi người. A159 giá 1.850.000. Tiếp theo là một số cây cần ISO, khoan bé và khoan lớn. A160 là một cây cần của hãng Gamma Kasu, dòng đời cổ nha mọi người. Của hai carbon nè, carbon trơn thôi. Bát Fuji. Dài 4,8 m, đọt 1 ly 4 và cân nặng là 280 g. Nói chung là cần cũng tương đối là nhẹ. Khoan này là dạng khoan của hãng thôi nha mọi người. Đây, cái đọt nó là tháp đọt mọi người. Tháp đọt nè. Cần này carbon nhưng mà cái đọt nó cũng có độ đàn hồi tốt đó mọi người. Đây là phôi của nó mọi người. A160 nhẹ có 280 g, giá 500. Carbon trơn nha mọi người. Tiếp theo A161 là một cây 5,4 m đó mọi người. Cây của hãng Gamma luôn, Gamma Kasu. Dài là 5,4 m và ngọn số 2. Trên thân nó để ngọn số 2, 2 carbon red chữ đỏ đây mọi người. Bát là bát Fuji, khoen là khoen của hãng luôn. Và đọt của cần này là 1 ly 8, nhẹ 400 g, dài 5,4 m. A161 giá là 600. Một cây cần Gamma carbon trơn. Cái này da nó hơi bị trầy theo thời gian đó mọi người. Có cái lóng thứ 3 từ gốc đi lên. Lóng thứ 2 nó cũng bị hơi trầy nha mọi người. Nó chỉ là xước ở bên ngoài thôi, còn ngoài ra là không có bị dập bể gì hết. Và mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. A161 giá 600. Tiếp theo là A162 là một cây Shimano. Cây Shimano của Hàn Quốc sản xuất, có Kono luôn đó mọi người. Khoan Fuji, bát Fuji, Shimano, hãng Shimano. Hơi bị dính keo á mọi người. Cây này nó hơi trầy xước xíu và có bị dính keo. Khoan là khoan Fuji. Và đọt của cần này là 2 ly 1, nhẹ 440 g. Cây này thì thân to và hơi nặng. Dòng này thì cứng cao nha mọi người. Đọt số 5 lận á mọi người.
và cần này là cần hai da, từ đoạn thứ hai thứ ba xuống lóng gốc là bắt đầu là xoắn ít rồi mọi người. À, có điều nó hơi trầy xước xíu nha mọi người. Mọi người về đánh tay bạo lực là rất là ok luôn, nhưng mà có điều nó hơi nặng ha, nặng tới 400. Về tháo khoen ra thì bây giờ hiện tại nó là nặng 440g, thân cũng gốc cũng hơi lớn đó mọi người. Đây, đọt số 5, cực dài 5m3. A162, giá cho cây cần này là 750.000 nha mọi người. Đây, cái đít cần thì nó bị mất cái nắp chụp ở đây rồi. Nói chung ngoại hình thì có bị cũ theo thời gian. A162 giá 750.000. Tiếp theo A163, một cây dài 4m5, đọt số 1 thôi. Cần này của hãng CGC vậy đó mọi người, nó bị trầy cái hiệu rồi. Cần rất là gọn luôn, tay cầm của nó là quấn nhợ như thế này, nó thiết kế quấn nhợ lại á mọi người. Dài 4m5, đọt 0.9, nhẹ 190g, thân nhỏ, mọi người về có thể xả tay ha. Bát Fuji FS6, cân nặng 190g, khoen là vàng khoen Fuji. Khoen này là khoen Fuji, đọt là 0.9 nha mọi người. A163 giá 400.000 thôi nha mọi người, giá rất là đẹp luôn. Giá 400. A163 giá 400. A164, một cây 5m4, cây này là của hãng Sinbin Gold Fairling. Bát Fuji FS6. Ở ngoài là da nó giống như da cá mọi người. Sắn X. Khoen Fuji. Đọt là 2, đọt là 1.4, đọt 1.4, đọt số 2. Nặng 240g. Có bị trầy xước. Có bị trầy xước nha mọi người đây. Cái này thì nó gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái khoen, 9 cái khoen và một cái cây đầu bu nha mọi người. Đây. A164 giá 700. A165 dài 5m4. Cây này là dài 5m4. Đọt là 1.5. Cần này của Trung Quốc sản xuất đó mọi người. Bát Fuji, bát là bát của hãng rồi, bát của hãng, đọt 1.2. Crossverse, hãng Crossverse. À, đọt 1.2, nặng 280g, thu gọn là 104cm. Khoen bát hãng hết nha mọi người. Cái này về mọi người có thể xả gần tay. Khoen hãng, bát hãng. Dài là 5m4, đọt 1.5. Đọt 1.5 thôi nha mọi người. Khoen này là khoen hãng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái khoen và một cái đầu bu mọi người. A165, cân nặng 280g, giá 600. Dài 5m4. Tiếp theo là A166. Dài 5m1. Cái này của hãng Daiwa, dài thực tế là 5m3, em đo là bị hụt 20cm, còn 5m1. Và đọt này là đọt 1.5, thì bây giờ chắc là khoảng số 2. Cây này là Cross Carbon, hàng hai da, Carbon hai da của Daiwa á mọi người. Mà lâu ngày quá nó bị hơi bị cũ nè. Bát Fuji, em xin lỗi nha, bát này bát Daiwa. Bắt tay qua nha mọi người. Khoen nè mọi người, khoen này là khoen Fuji. Đọt 1.1, nhẹ 220g. Hai da mọi người. Carbon hai da của Daiwa. Có bị trầy xước sơ thôi nha mọi người. Bên ngoài thì nó hơi cũ tí thôi nha mọi người. Rồi giá rất là đẹp luôn. A166 rất là nhẹ luôn. Nhẹ có 220g, dài 5m1. Mọi người về không thích thì xả cần tay ha. Xả bát, xả khoen ra thì nó còn 100 mấy chục gram thôi. A166 giá 800.
800 nha mọi người, được bao ship. Và mọi người mua hàng vui lòng gọi điện giúp em nha. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ha.